đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chú tiểu bằng len như thế này. Và có đài sen nha. Tựa là chú tiểu tỏa đài sen. Mình sẽ móc rồi như thế này. Và sau đó mình sẽ để phần chú tiểu lên. Phần sâu chuỗi này thì mình tự kết tay nha mấy bạn. Các bạn mua hạt cườm về và kết chỉ các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc từng phần trước nha. Móc phần chú tiểu trước, sau đó là móc đài sen. Mọi người cùng mình bắt tay vào làm nha. Len ở đây mình sử dụng đó là len Mew Cotton, loại mát màu đen, 50g nha bạn. Kim móc thì mình sử dụng kim móc đầu số 2.5mm. Phần mẫu thì mình đã móc màu lam rồi, cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn mình sẽ móc màu vàng nha bạn. Mình sẽ móc phần đầu vào phần thân trước. Công thức mình có ghi ở phía trên màn hình nha. Bạn nào mà nhìn mình làm không kịp thì có thể nhìn trên công thức ở phía trên màn hình nha bạn. Đầu tiên, mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 80 đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và cuối cùng là 8. Sau đó mọi người rút lại cho mình. Mình nhắc lại là vòng tròn ma thuật có rất là nhiều cách làm nha bạn. Mấy bạn cứ làm theo cách của mấy bạn, không nhất thiết là làm giống mình nha. Miễn là đúng công thức của mình thôi. Bắt đầu qua vòng số 2. Lưu ý ở đây là mình sẽ không kết hàng nha bạn. Mình sẽ móc tịnh tiến. Móc không kết hàng, cho nên mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cái kim làm dấu, đánh dấu nha bạn cho khỏi nhầm hàng á. Rồi mình sẽ làm dấu nha. Đây là hàng số 1. Tiếp tục qua hàng số 2 thì mọi người móc cho mình 80 tăng. Mũi tăng có nghĩa là 2 mũi chung một chân nhé bạn. Nhớ nha, chung chân luôn. 1 tăng. Tiếp tục. 2 tăng. Tiếp tục. 3 tăng. 4 tăng. 5 tăng. 6 tăng. Mấy bạn móc lỏng tay thôi nha, đừng có chặt quá. 7 tăng. Và cuối cùng là 8 tăng. Gỡ ra. Rồi, đã xong hàng số 2. Chúng ta bắt đầu qua vòng số 3 là đánh dấu cho mình nha. Nhớ là công thức mình có ghi phía trên màn hình nhé bạn. Vòng số 3, móc cho mình một đơn một tăng lặp lại 8 lần. Công thức phía trên màn hình nhé bạn. Một đơn nè. Và một tăng. Nhớ nha, một tăng
là hai mũi đơn chung một chân. Các bạn nhớ tăng là hai đơn chung một chân. Rồi, một tăng là nhạc, hai tăng là một đơn tiếp tục, một tăng tiếp theo. Các bạn lặp đi lặp lại như vậy là 8 lần. Từ đây cho đến hết, mình sẽ quay lại sau nha. Rồi, sau khi mọi người đã móc sang hàng số 3 thì chúng ta được như thế này. Qua vòng số 4 thì mọi người lại tiếp tục làm dấu cho mình. Vòng số 4 móc cho mình 2 đơn 1 tăng, lặp lại 8 lần. 1 đơn nè, 2 đơn nè, và 1 tăng. Tương tự nha, 1 đơn, 2 đơn và 1 tăng. Rồi, mấy bạn móc tương tự như vậy cho mình cho đến hết vòng, mình sẽ quay lại sau nha. Vòng số 4 đã xong, chúng ta được như thế này. Tiếp tục làm dấu, móc qua hàng số 5. Vòng số 5 mấy bạn móc cho mình 3 đơn 1 tăng, lặp lại 8 lần. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn và 1 tăng. Tiếp tục nè, 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn và 1 tăng. Rồi, móc tương tự như vậy cho đến hết vòng. Rồi, đã xong hàng số 5, chúng ta qua hàng số 6, làm dấu cho mình. Vòng số 6 móc cho mình 4 đơn 1 tăng, lặp lại 8 lần. 1, 2, 3, 4 và 1 tăng. Tiếp tục nha, 1, 2, 3, 4 và 1 tăng. Móc như vậy cho mình đến hết vòng. Bạn nào không có nhìn công thức kịp thì có thể bấm tạm dừng nha. Tạm dừng để mấy bạn quan sát dễ hơn. Móc như vậy cho đến cuối hàng. Rồi, sau khi móc xong hàng số 6 thì chúng ta được như thế này. Tiếp tục làm dấu qua vòng số 7. Móc cho mình 5 đơn 1 tăng, lặp lại 8 lần. 1, 2, 3, 4, 5 và tăng nha. Tăng này. Bạn nào nhìn không kịp thì nhìn công thức nha mấy bạn. 1, 2, 3, 4, 5 và mũi tăng. Tương tự nha, mình đã móc 2 cụm rồi này. Mấy bạn sẽ móc thêm 6 cụm nữa là 8 mấy bạn. Từ đây cho đến cuối hàng, mình sẽ quay lại sau nha. Sau khi móc xong hàng số 7 thì chúng ta được như thế này. Từ hàng số 8 đến hàng số 19 thì mấy bạn móc đều cho mình 56 mũi đơn nha. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Có nghĩa là mấy bạn sẽ móc thêm 12 hàng nữa. Tới đây, 12 hàng nữa nha. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12 hàng thì mọi người sẽ dùng một cái sợi len khác màu, mọi người đánh dấu chỗ này. Mọi người sẽ dùng một sợi len khác màu để làm dấu. Từ cái hàng số 7 này
Qua hàng số 8 đến hàng số 19 thì mấy bạn móc đều cho mình 56 mũi đơn nha. Móc thêm 12 hàng nữa, mỗi hàng đều 56 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Bốn bốn, bốn năm, bốn sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi, năm mốt, năm hai, năm ba, năm mươi bốn, năm mươi lăm và cuối cùng là 56. Mình đếm 56 luôn cho mấy bạn dễ tính đó. Sợ mấy bạn tính sợ không có nhầm, không có đúng mũi, mà bạn tính thử là đúng 56 mũi với bạn. Rồi, mình đã móc xong một hàng, đó là hàng số 8 rồi. Mấy bạn móc thêm 11 hàng nữa nha. Mỗi hàng là 56 mũi đơn. Đến hàng số 19 thì mình sẽ quay lại sau nha bạn. Khi mọi người móc xong từ hàng số 8 đến hàng số 19 thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn tính nha. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Rồi, mọi người vẫn tiếp tục làm dấu cho mình. Qua vòng số 20, móc cho mình 5 đơn và 1 giảm. Mũi giảm ở đây mình ký hiệu chữ A với bạn nha. 5 đơn 1 giảm, lặp lại 8 lần. 1, 2, 3, 4, 5, rồi giảm. Mình sẽ móc cái G phía ngoài nha bạn nha. Nó có hai G, G trong và G ngoài. Mình sẽ hướng dẫn móc mũi giảm tiền hình, cho nên mình chỉ móc cái G phía ngoài thôi. Kéo hai chân, rồi mấy bạn kéo qua hết luôn. Còn hai vòng len viên kim kéo qua. Tiếp tục, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, cứ 5 mũi đơn thì mấy bạn sẽ giảm nha. 5 mũi đơn giảm, 2 mũi còn 1 nè. Nhớ là móc cái G phía ngoài thôi mấy bạn nha. G phía trong không móc. Ở đây là mũi giảm tàng hình nha bạn. Rồi, 2 mũi, 2 vòng len viên kim kéo qua. Cứ 5 đơn giảm, 5 đơn giảm, lặp lại cho mình 8 vòng, 8 lần cho đến hết vòng. Mình sẽ quay lại sau nha. Khi mấy bạn móc xong vòng số 20 thì chúng ta được như thế này. Mình lại tiếp tục làm dấu qua hàng số 21 nha.
Hàng 21 móc cho mình 48 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi mọi người móc tương tự như vậy cho mình. Mũi đơn hết vòng là 48 mũi đơn nha. Mình sẽ quay lại sau. Rồi bây giờ là đã xong hàng số 21 nha. Mình lại tiếp tục làm dấu. Qua hàng số 22, móc cho mình 6 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 và 6. Bạn nào nhìn không kịp nhớ nha, công thức mình có ghi ở phía trên màn hình nha các bạn. Rồi đến mũi giảm thì mình cũng làm tương tự như lúc nãy mình hướng dẫn nha. Giảm mũi tàng hình các bạn là mình giảm móc vào hai cái gờ phía trước nè, kéo lên qua, kéo qua. 1 2 3 4 5 và 6. Giảm. Rồi, mọi người làm tương tự như vậy cho mình đến hết vòng nha. Cái này là mình được 2 cụm rồi nè. Mấy bạn móc thêm 4 cụm nữa là đủ 6 các bạn. Móc từ đây vào đây. Cứ đúng 6 đơn giảm, 6 đơn giảm cho mình. Đã xong hàng số 22. Bây giờ chúng ta qua hàng số 23. Tiếp tục làm dấu. Hàng 23 móc cho mình 5 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5. Sau đó kết mũi, sau đó là 1 mũi giảm. 1 2 3 4 5 và 1 mũi giảm. Mình làm hơi nhanh một tí nha bạn. Tại vì mình đã có chia sẻ công thức ở phía trên á, cho nên bạn nào mà theo không kịp thì bấm dừng, tạm dừng rồi xem cho dễ nha. Rồi mấy bạn tiếp tục móc 5 đơn 1 giảm, lặp lại cho đến cuối vòng. Đã xong vòng số 23, chúng ta lại tiếp tục qua vòng số 24. Vòng 24 mấy bạn móc cho mình 4 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4. Rồi mũi giảm nè. Tiếp tục. 1 2 3 và 4. Mũi giảm nè. Rồi. Mọi người móc tương tự như vậy cho mình. 4 đơn 1 giảm, lặp lại cho đến cuối hàng. Tiếp tục qua hàng số 25. Cái này là mình đã làm xong hàng 24 nha. Qua hàng số 25. Hàng 25 móc cho mình 3 mũi đơn 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 giảm nè. 1 2 3 giảm nè. Rồi mọi người móc tương tự như vậy cho mình nha. Cứ 3 đơn 1 giảm, lặp lại cho đến cuối vòng. Đã xong hàng số 25,
chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Hàng cuối cùng, móc cho mình 2 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 đơn, 2 đơn, 1 giảm. 1 đơn, 2 đơn và 1 giảm. Lặp lại đến cuối vòng. Sau khi đã xong hàng số 26 thì mọi người kết hàng và cắt len, sau đó nhồi bông nhé bạn. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ nhồi bông. Sau khi mấy bạn nhồi bông thì chúng ta được cái phần đầu như thế này nha. Mấy bạn nhớ nhồi bông tròn một chút. Này, nhồi tròn một chút thì một tí nữa mình làm thêm cái phần nón á, mình đội vào thì nhìn cái nét mặt nó sẽ tròn, nó hài hòa hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách móc phần thân nha. Đầu tiên, mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 60 đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Sau đó gấp lại. Kết hàng bằng một mũi trượt. À, xin lỗi mấy bạn, mình sẽ móc tịnh tiến nha, không kết hàng. Bắt đầu làm dấu cho mình. Vòng số 1. Qua vòng số 2, móc cho mình 6 mũi tăng. Một tăng. Hai tăng. Bốn tăng. Năm tăng. Và cuối cùng là sáu tăng. Rồi, mấy bạn làm dấu cho mình. Vòng số 3, móc cho mình 1 đơn, 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1 đơn nè. 1 tăng nè. 1 đơn. 1 tăng. Lặp lại cho đến cuối vòng. Qua vòng số 4, đánh dấu cho mình. Mấy bạn móc cho mình 2 đơn, 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1 đơn, 2 đơn, 1 tăng. 1 đơn, 2 đơn và 1 tăng. Rồi, như vậy cho đến cuối hàng. Mình sẽ quay lại sau nha. Tiếp tục qua hàng số 5. Mọi người làm dấu. Mấy bạn nhớ móc lỏng tay thôi nha, đừng có chặt quá. Lỏng tay thôi thì cái sản phẩm mình lên nó sẽ mềm mịn hơn mấy bạn. Móc chặt tay quá thì cái sợi len của mình nhìn nó sẽ không có được đều á. 1
2, 3. Bắt đầu tăng nè. 1, 2, 3. Bắt đầu tăng nè. 3 đơn 1 tăng 3 đơn lặp 1 tăng lặp lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc xong hàng số 5 thì chúng ta được như thế này. Vẫn tiếp tục làm dấu cho mình. Qua hàng số 6, móc cho mình 4 đơn 1 tăng lặp lại 6 lần. 1 2 3 4. Tăng nha. Một, hai, ba, bốn, và tăng. Rồi, mọi người móc tương tự cho đến cuối hàng. Tiếp tục qua hàng số 7, làm dấu tiếp. Vòng số 7 móc cho mình 5 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Tăng nha. 1, 2, 3, 4, 5. Và tăng. Rồi, lặp lại tương tự cho mình như vậy cho đến cuối hàng. Rồi, xong. Đã xong hàng số 7. Qua hàng số 8. Mọi người làm dấu. Vòng số 8, mọi người chú ý nha. Mình sẽ không móc phần 2G. Mình chỉ móc cái phần G ở phía sau nha bạn. Móc cái phần G phía sau này thôi nè. Phần trước thì mình không móc nha. Móc phần này thôi. Mấy bạn móc cho mình 42 mũi đơn. 1, 2, 3. Nhớ nha, móc phụ ngờ phía sau thôi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi mọi người móc tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Rồi, sau khi mọi người móc xong hàng số 8 thì chúng ta được như thế này. 42 mũi đơn. Và tiếp tục làm dấu. Hàng số 9, 10, 11. Mấy bạn móc thêm cho mình 3 hàng nữa đều 42 mũi đơn nha bạn. Lần này thì mọi người sẽ không móc cái G phía sau nữa, mọi người sẽ móc bình thường là móc hết 2G luôn nha. Móc bình thường nha bạn. 1, 2. Mình sẽ dùng một cái sợi len khác để mình làm dấu hàng cho dễ. Nhớ nha bạn, chỗ đây nè. Mình làm dấu thế để mình tính cho 3 hàng cho nó đủ mấy bạn. 1, 2 rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi móc hết hàng như thế này. Xoay một vòng là 42 mũi đơn. Các bạn nhớ nha, móc 9, 10, 11. Móc 3 hàng nữa nha. Khi mọi người móc xong 3 hàng, các bạn tính nè. 9, 10, 11. Thì chúng ta được như thế này. Rồi tiếp tục làm dấu nha mọi người.
Hàng số 12 thì móc cho mình là theo công thức 5 đơn 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5, sau đó là giảm. Tiếp tục. 1 2 3 4 5 và sau đó là giảm. Rồi mọi người móc tương tự như vậy cho mình đến hết hàng. Cứ 5 đơn 1 giảm. Giảm là mình ký hiệu là A nhé bạn. Rồi, đã xong hàng số 12 thì mọi người lại tiếp tục làm dấu cho mình. Lần này thì mình sẽ lấy một sợi dây khác màu để mình làm dấu một tí nữa mình tính ra như vậy mấy bạn. Mấy bạn móc cho mình lên 13, 13 nè, 14, 15. Móc thêm cho mình 3 hàng nữa nha, thì giống như tương tự lúc nãy vậy đó. Móc cho mình 36 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Móc cuối hàng đến hàng cho mình 13, 14, 15, có nghĩa mấy bạn sẽ móc thêm 3 hàng nữa, đều 36 mũi đơn nhé bạn. Đã xong 3 hàng 13, 14, 15. 13, 14, 15 đều 36 mũi đơn. Tiếp tục qua hàng số 16, các bạn lại làm dấu cho mình nha. Hàng 16, móc cho mình 4 đơn 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 giảm nè. Một, hai, ba, bốn và giảm. Cứ bốn đơn một giảm lặp lại cho mình đến cuối hàng. Rồi chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Móc cho mình hàng 17, 18, 19, lặp lại như vậy cho mình là 30 đơn. 17, 18, 19 cũng móc tương tự như vậy 3 hàng, 30 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Móc đến cuối hàng cho mình. Khi nào mà mình móc lặp đi lặp lại 3 hàng giống nhau á, thì lúc nào mình cũng sẽ lấy cái sợi len khác màu á, mình sẽ đánh dấu thì nó sẽ dễ tính hơn. Là mình sẽ dùng kim đánh dấu này thì mỗi hàng mình gỡ ra gỡ vào mấy bạn, thì nó sẽ mất cái làm dấu cho mình á. Rồi mấy bạn móc tương tự như vậy cho mình 30 mũi đơn, 3 hàng nha. Mình sẽ quay lại sau hàng số 17, 18 và 19. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Hàng 20 móc cho mình 3 mũi đơn 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 1 mũi giảm. Một, hai, ba, một mũi giảm. Rồi, cứ ba đơn, một giảm, lặp lại cho đến cuối hàng. Rồi, mọi người lại tiếp tục làm dấu thêm ba hàng giống nhau nữa. Cho nên mình sẽ rút cái dây khác màu này lên mà làm dấu tiếp nha.
hàng 21 và 22. Móc cho mình 24 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 mũi 24 mũi đơn. Cuối lặp lại cho đến cuối hàng. 21 và 22 có nghĩa là mấy bạn sẽ móc hai hàng nhé bạn. Sau khi móc xong hàng số 21 và 22 thì chúng ta được như thế này. Qua hàng 23 thì tiếp tục lại đánh dấu. Hàng 23 là hàng cuối cùng nhé bạn. Móc cho mình hai đơn, một giảm, lặp lại 6 lần. Hai đơn, một giảm. Một lần nè. Hai lần nè. Ba lần. Bốn. Năm lần. Rồi, cuối cùng là 6 mũi giảm. Chúng ta móc thêm 1 mũi trượt. Trượt qua. Rồi, mọi người sẽ chừa cho mình một đoạn len nha. Để tí nữa mình sẽ khâu vào phần đầu của chú Tiểu á. Mình chừa hơi dài một tí. Rồi, kéo lên. Sau đó mọi người sẽ nhồi bông vào cho mình. Phần thân sau khi nhồi bông thì chúng ta được như thế này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc qua phần nón của chú Tiểu nha. Ở đây phần mẫu thì mình đã móc màu lam rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc qua một màu khác, đó là màu vàng. Đầu tiên, mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Sau đó gấp lại. Và mọi người sẽ làm dấu cho mình nha. Vòng số 2, móc cho mình 6 mũi tăng. Một tăng. Hai tăng. Ba tăng. Bốn tăng. Năm tăng. Và cuối cùng là sáu tăng. Tiếp theo, mình cũng sẽ đánh dấu. Tại vì cái này móc tịnh tiến, không kết hàng, thì mỗi hàng mình sẽ làm dấu cho khỏi nhầm nhé bạn.
Vòng số 3, móc cho mình một đơn một tăng, lặp lại 6 lần. Một đơn nè, một tăng, một đơn, một tăng. Rồi mọi người móc như vậy cho mình đến cuối hàng nha. Tiếp tục qua hàng số 4, mình sẽ làm dấu. Bình thường á, thì hàng số 4 á, thì mình sẽ móc là hai đơn một tăng lặp lại 6 lần. Nhưng mà nếu móc như vậy á, thì cái phần mũ của mình á, nó sẽ không có được tròn. Cho nên bây giờ mình sẽ tản mũi ra nha. Công thức nó hơi khó nhìn một chút, cho nên nếu bạn chú ý, không thôi là nó sẽ sai một chút, làm cái nón nó không có đều. Các bạn nhìn theo công thức nha. Mình sẽ móc một đơn một tăng, sau đó là hai đơn một tăng lặp lại 5 lần, và cuối cùng là một đơn. Mình sẽ tản mũi ra. Một đơn nè, tiếp theo là một tăng, rồi tiếp theo là sẽ móc hai đơn một tăng lặp lại 5 lần. Một đơn, hai đơn, một tăng. Cái này là một lần nè. Một tăng, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần và một ít cuối cùng. Rồi tiếp tục làm dấu. Hàng số 5, móc cho mình 3 đơn 1 tăng lặp lại 6 lần. 1, 2, 3 và tăng. Tăng nha. Một, hai, ba và tăng. Rồi cứ ba đơn một tăng, ba đơn lặp và một tăng lặp lại cho mình cho đến cuối hàng. Đã xong hàng số 5 thì chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Qua hàng số 6, mấy bạn móc cho mình theo công thức hai đơn một tăng, hai đơn một tăng, lặp lại 6 lần. Một đơn nè, hai đơn nè, một tăng, sau đó là hai đơn. Rồi cái này là một cụm nha, mấy bạn móc cho mình thêm 5 cụm nữa sẽ đến cuối hàng. Hai đơn một tăng, hai đơn, lặp lại 6 lần. Rồi mọi người lại tiếp tục đánh dấu. Hàng số 7, móc cho mình 5 đơn một tăng, lặp lại 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó là tăng nha. Rồi cứ 5 đơn 1 tăng lặp lại cho mình cho đến cuối hàng. Tiếp tục đánh dấu qua hàng số 8. Hàng số 8 mấy bạn móc cho mình 3 đơn, 1 tăng, 3 đơn, lặp lại 6 lần. 1, 2, 3 và 1 tăng. Một, hai, ba. Rồi mình đã móc xong một cụm rồi nè. Mấy bạn móc thêm 5 cụm như thế này nữa nha, cho đến cuối hàng. Rồi tiếp tục qua hàng số 9. Hàng số 9 mọi người sẽ móc cho mình 7 đơn 1 tăng lặp lại 6 lần. 1,
2 3 4 5 6 7 và tăng. Bảy đơn một tăng lặp lại cho đến cuối hàng. Rồi, đã xong hàng số 9. Qua hàng số 10, tiếp tục làm dấu cho mình. Hàng số 10 móc cho mình 4 đơn 1 tăng. 4 đơn lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 1 tăng. Tiếp tục. 1 2 3 4. Rồi, đã xong một cụm nha. 4 đơn 1 tăng, 4 đơn. Rồi, mấy bạn móc cho mình thêm 5 cụm nữa, lặp lại vậy cho đến rồi, cuối hàng. Sau khi mọi người móc xong hàng số 10 thì chúng ta được như thế này. Tiếp tục làm dấu cho mình. Ở đây thì mình sẽ dùng một sợi len màu khác để làm dấu nha mọi người. Rồi, mấy bạn sẽ móc liên tục cho mình từ hàng 11 đến hàng 21, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Có nghĩa là mấy bạn sẽ móc 11 hàng đều 60 mũi đơn nha. Rồi, mình sẽ quay lại sau các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi đó, tương tự móc như vậy. 60x, 60x. Móc cho mình 11 hàng. Mình sẽ quay lại sau nha. Xong từ hàng số 11 đến hàng 21 thì chúng ta được như thế này. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 đều 6 mũi đơn mỗi hàng nha bạn. Rồi, chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Hàng số 22. Hàng 22, mọi người móc G phía trong nha. Móc G phía trong này nè. G phía ngoài này thì mình không móc. Móc cho mình 60 mũi đơn G phía trong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, móc như vậy cho mình cho đến hết hàng là 60 mũi đơn. Nhớ là móc G phía trong nhé bạn. Sau khi móc xong hàng số 22, G phía trong thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn lại tiếp tục làm dấu cho mình. Móc cho mình thêm 3 hàng nữa, 23, 24 và 25, 60 mũi đơn nhé bạn. Móc thêm 3 hàng nữa. Mình sẽ dùng một cái sợi dây len khác màu để mà làm dấu. Cho tính lên 3 hàng cho nó dễ. Thay vì mấy bạn đánh dấu bằng cái ghim đánh dấu này thì mỗi hàng mấy bạn sẽ gỡ ra thì nó sẽ mất dấu mấy bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, tương tự như vậy nha, 60 mũi đơn. Móc cho mình thêm 3 hàng nữa. Mình sẽ quay lại sau nha. Khi mọi người móc xong hàng số 23, 24 và 25 thì chúng ta được như thế này.
Sau đó mọi người sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Rồi, bẻ ngược lên. Mọi người sẽ lộn trái ra nha. Bẻ ngược lên. Thì chúng ta đã có một chiếc nón như thế này. Các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len nha. Để một tí nữa mình sẽ khâu chiếc nón vào phần đầu các bạn. Rồi, chiếc nón thì mình sẽ kết thúc phần 1. Các bạn sẽ đón xem, theo dõi phần tiếp theo nha. Cũng kênh mình luôn. Mấy bạn nhớ bật chuông thông báo tất cả, để mỗi khi mà mình ra video mới thì sẽ gửi đến thông báo với các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.